hiện 3 ổ dịch tả heo châu Phi. Như vậy, đồng bằng sông Cửu Long hiện đã có 10 trên 13 tỉnh thành công bố dịch tả heo. Đột kích sông Bạc Khủng nơi miệt vườn, bắt giữ hàng chục đối tượng. Binh vực cháu, anh em chém giết nhau. Sâu keo mùa thu có nguy cơ trở thành dịch lớn, giải pháp nào để ngăn ngừa? Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhà nông thông minh hôm nay. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2019 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thông qua thời lượng 30 phút phát sóng của chương trình, chúng tôi sẽ truyền tải đến cho quý vị những thông tin nóng nhất, đồng thời tiếp nhận những phản ánh bức xúc của người dân về các vấn đề dân sinh xã hội, an ninh trật tự tại khu vực các tỉnh miền Tây nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, thông qua số điện thoại đường dây nóng là 097 122 5053. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tin nóng. Tình hình dịch bệnh tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, bệnh lây lan ra nhiều địa phương. Theo thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch tả heo châu Phi đã lan ra 49 tỉnh, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã với hơn 2 triệu con heo phải tiêu hủy. Mới đây nhất vào chiều qua ngày 2 tháng 6, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện 3 ổ dịch tại 3 hộ chăn nuôi với 191 con heo bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Như vậy, tính cả Bạc Liêu thì hiện đã có 10 trên 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Tây bị dịch, chỉ còn Long An, Bến Tre và Trà Vinh là chưa phát hiện dịch bệnh. Theo đó, ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào ngày 31 tháng 5 tại hộ gia đình của ông Nguyễn Văn Mười ở ấp B1, xã Châu Thới với tổng đàn heo là 7 con nghi bị nhiễm dịch tả heo châu Phi. Sau đó, các ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 1 tháng 6. Cũng trong ngày 1 tháng 6, phát hiện thêm một ổ dịch tại hộ liên kề với ông Mười là 94 con heo. Đến chiều ngày 1 tháng 6, lại phát hiện thêm một ổ dịch tại gia đình của ông Nguyễn Văn Tựa ở ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A, nuôi 90 con heo đã báo với ngành thú y về tình hình heo bệnh và chết. Cán bộ thú y đã đến lấy mẫu xét nghiệm và kết quả đến sáng ngày 2 tháng 6 thì đàn heo này dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra, vào chiều ngày 1 tháng 6, có 2 hộ nuôi heo, một hộ ở thị trấn Châu Hưng và một hộ ở xã Long Thành cũng báo với chính quyền địa phương có heo bệnh và chết. Sau đó, cơ quan thú y đã đến lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Theo chia sẻ của hộ, có heo bị dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Bệnh này diễn biến rất nhanh và hết sức phức tạp. Trước tình hình diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan chóng mặt của dịch tả heo châu Phi như hiện nay, thì một lần nữa chúng tôi khuyến cáo bà con khi phát hiện bệnh hay nghi ngờ heo bị bệnh, cần báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương. Bà con không vứt xác heo chết, heo bệnh ra môi trường, không tự ý điều trị vì loại dịch này không điều trị được và chưa có vaccine phòng bệnh. Không bán chạy, bán tháo, giết mổ heo bệnh để bán với giá rẻ vì nhà nước hỗ trợ tới 80% heo bệnh bị tiêu hủy. Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi đang lan rộng khiến người tiêu dùng cảm thấy lo ngại khi sử dụng thịt heo. Vì thế, nhu cầu sử dụng thủy hải sản trong bữa ăn hàng ngày cũng được mùa tăng cao. Nhiều địa phương trở nên khan hiếm thủy sản, trong đó cá chép tươi và cá chép ướp là mặt hàng được nhiều chủ vựa cá săn đón. Qua ghi nhận từ thực tế, giá cá chép ướp hiện tại dao động ở mức từ 215 đến 225 ngàn đồng một ký loại 1, từ 195 ngàn đến 205 ngàn đồng một ký cá loại 2, tăng khoảng từ 55 đến 60 ngàn đồng một ký. Trong một chuyến đi biển vừa qua, trừ hết chi phí, một ngư dân lãi khoảng 110 triệu đồng, nguồn thu từ cá chép là khoảng hơn 40 triệu đồng. Với mức giá tăng vọt, ngư dân được mùa lại được giá nên ai nấy đều hồ hởi tích cực vươn khơi. Hiện nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau lại tất bật chuẩn bị ngư cụ để tiếp tục ra khơi đánh bắt cá với hy vọng là tiếp tục trúng mùa, trúng giá như những ngày qua. Quý vị, nạn cờ bạc vẫn đang diễn ra khá nhức nhối tại nhiều địa phương thuộc địa bàn các tỉnh miền Tây. Nguy hại hơn, xuất phát từ máu đỏ đen, các con bạc khi không có tiền để chơi có thể phát sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp, giật, cho vay nặng lãi. Trong nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn tệ nạn này, nhiều chiến sĩ công an đã phải cải trang xâm nhập trà trộn vào các tụ điểm cờ bạc vô cùng nguy hiểm. Điển hình là chiều hôm qua ngày 2 tháng 6, công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trà trộn vào một tụ điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu để thu giữ nhiều tang vật và số tiền hơn 57 triệu đồng, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia sát phạt tại đây. Theo đó, vào lúc 11h30 phút ngày 2 tháng 6 năm 2019, nhận được tin báo của người dân, có nhiều đối tượng tập trung tham gia cờ bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại phần đất thuộc ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. Công an huyện Chợ Mới tiến hành bao vây, bắt gọn ổ cờ bạc liên quan đến 10 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 con gà đá, 1 bộ tài xỉu, 3 xe mô tô, 10 chiếc điện thoại di động, các vật dụng có liên quan, cùng số tiền trên 57 triệu đồng.
Qua điều tra được biết Lê Hùng Vũ sinh năm 1988, ngụ tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A là đối tượng đứng ra tổ chức tụ điểm cờ bạc trên để thu tiền sâu. Theo cơ quan công an, tụ điểm đá gà này nằm cách xa đường chính của xã, có địa hình phức tạp và luôn có người cảnh giới. Để triệt xóa, ngành chức năng phải tiến hành cải trang để thâm nhập vào. Tụ điểm này cũng đã hình thành khá lâu, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương và cũng đã bị lực lượng chức năng triệt xóa 2 lần. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn các tỉnh miền Tây xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, thậm chí dẫn đến chết người mà nguyên nhân chính là do rượu bia. Nhiều vụ án xót xa đau lòng trong xã hội đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo loại tội phạm này. Bà con ở An Giang chắc vẫn còn nhớ đến vụ thảm án anh em ruột chém giết nhau, khiến người chết kẻ tù tội cũng chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế do đã uống rượu lại cư xử thiếu bình tĩnh. Và sáng nay phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án này đã diễn ra. Kết quả ra sao? Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Đứng trước tòa là bị cáo Trương Văn Bình sinh năm 1995. Cụ thể vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1 năm 2019, Bình và anh ruột là Trương Văn Mười đang tổ chức uống bia thì nghe cháu Khang báo bị anh trai là Lê Văn Luân đánh. Tức giận, Bình dùng ghế gỗ đánh trúng vào đầu của anh Luân. Khi biết chuyện, Mười đánh vào mặt Bình, hai bên ẩu đả. Bình tiếp tục lấy vỏ chai bia ném trúng vào đầu Mười. Mười được mọi người trong gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang, nhưng chỉ sau một ngày Mười chết do chấn thương sọ não. Bình đến công an xã Núi Tô đầu thú ngay sau đó. Được biết, Bình từng có 3 tiền án, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 đến ngày 17 tháng 1 năm 2019, Bình lại tiếp tục gây án. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bình mức án 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với phần tin về giao thông. Sáng nay ngày 3 tháng 6, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, truy tìm chiếc container có cabin màu đỏ kéo theo rơ móc là phương tiện đã cán chết hai thanh niên trên quốc lộ 1 rồi bỏ đi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên ngay tại hiện trường vụ việc. Khoảng 23 giờ khuya ngày 2 tháng 6, anh Lê Hồng Anh, 25 tuổi, quê Thanh Hóa và một thanh niên chưa rõ danh tính chở nhau trên xe máy mang biển số 59T2-24777 chạy trong làn đường dành cho xe ô tô trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai về khu du lịch Suối Tiên. Khi đến đoạn qua dốc Thiên Thu thuộc địa phận phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì va chạm với xe container chạy cùng chiều. Hai thanh niên bị xe container cán chết tại chỗ. Đáng nói sau tai nạn, xe container này đã rời khỏi hiện trường. Hiện công an đang truy tìm chiếc container nói trên. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ sập cầu Tân Nghĩa tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trưa ngày 3 tháng 6, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công xe tải sau 3 ngày nằm dưới sông. Trước đó, ngày 1 tháng 6, trong quá trình trục vớt xe tải, cần cẩu đã gãy đôi, xe tải lao xuống sông, làm nhiều người chứng kiến một phen hoảng sợ. Rút kinh nghiệm, lần trục vớt này được thực hiện cẩn thận và bài bản. Xe cẩu không cần phải cẩu xe lên cao, vừa lên khỏi mặt nước, lập tức được đưa lên xà lan đang chờ sẵn. Toàn bộ thời gian trục vớt chỉ kéo dài khoảng 10 phút, thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. Riêng việc lắp nhịp giữ mới cho cầu đã tiến hành song song với quá trình trục vớt. Dự kiến chậm nhất đến ngày 7 tháng 6, cầu Tân Nghĩa sẽ khắc phục xong, thông xe cho người dân đi lại. Quý bà con và các bạn, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xác nhận loài sâu keo mùa thu đã chính thức xâm nhập vào Việt Nam và đã gây hại tại nhiều địa phương trên cả nước. Lần lượt hàng trăm hecta bắp và hoa màu ở các tỉnh thành ở phía Bắc đã bị sâu keo mùa thu tấn công như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Cao Bằng. Tiếp theo, vùng Bắc Trung Bộ có các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Nông. Miền Đông Nam Bộ có Đồng Nai và miền Tây Nam Bộ có tỉnh Đồng Tháp. Có thể nói dịch sâu keo mùa thu rất khó kiểm soát và rất nhiều bà con miền Tây chúng ta cũng đang vô cùng quan ngại về loại sâu này. Và ngay bây giờ, kỹ thuật phim trường sẽ giúp cho chúng tôi kết nối tiếp tục với MC Minh Trí. Xin mời quý bà con hãy cùng với Minh Trí tìm hiểu rõ hơn về loại sâu này cũng như cách ngăn ngừa dịch bệnh. Mến chào quý vị đang cùng đến với chương trình. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi ghi nhận có một loại dịch bệnh và sâu bệnh gọi là sâu keo mùa thu phát triển rất là mạnh mẽ và có nguy cơ hình thành dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Bắc như là tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Tại miền Tây Nam Bộ thì có tỉnh Đồng Tháp và miền Đông Nam Bộ thì có Đồng Nai xuất hiện sâu keo mùa thu. Để hiểu rõ hơn về tác hại của loại sâu này và cũng như sự phát triển nguy hiểm của nó cũng như cách phòng ngừa thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng đến với một cuộc trò chuyện với một vị khách mời đặc biệt, đó là ông Lê Phong Hải, chuyên gia nông nghiệp đến từ
Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Giải pháp Công nghệ Biotech. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Minh Trí gửi lời chào đến anh Hải ạ. Xin chào Minh Trí và xin chào quý khán giả. Một câu hỏi đầu tiên rất là muốn hỏi anh Hải, đó chính là sâu ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều. Vậy thì bằng cách nhận biết bằng mắt thường, những đặc điểm nào để cho đó là một loại sâu keo mùa thu ạ? Thưa Minh Trí và quý khán giả, loại sâu này là thuộc bộ cánh vải, họ ngày đêm. Thì tên khoa học của nó là tên Podoptera pulvipara. Thì cái nhận biết con sâu này rất là đơn giản. Trong quá trình mà từ trứng hình thành sâu non á, thì ở con sâu non có những cái khoang, đặc biệt là khoang dưới bụng, những khoang lông màu đen và xếp thành hình vuông, và những cái khoang còn lại xếp thành hình thang. Còn trên đầu á, thì có chữ Y ngược, nhìn thấy rất là dễ dàng. Với loại sâu này đang phát triển rất là mạnh mẽ và có nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh, vậy thì theo anh Hải thì cái việc mà nó lây lan á, nó có nhanh hay không, và cái tốc độ sinh trưởng của nó như thế nào ạ? Thưa quý khán giả, thì con loại sâu này á, dễ dàng bùng phát thành dịch. Lý do là có thể là thông qua nhiều con đường để nó lây lan. Thường là ở hai con đường. Nếu mà mình trong quá trình và trao đổi nông sản và vận chuyển nông sản thì nó lây lan. Nhưng đặc biệt hơn là lây lan theo con đường tự nhiên. Dạ. Đây là con đường rất là khó khống chế. Do quá trình là sâu trưởng thành, quá trình bướm. Thì lúc này nó sẽ bay theo gió. Tự bay có thể được từ 10 km, nhưng mà theo gió, nếu mà gió thuận lợi thì bay lên tới trên khoảng 100 km. Đối với loại sâu này thì theo tôi nó là một loại sâu cực kỳ nguy hại, vì cái tốc độ mà có thể đi đến thành dịch tất yếu sẽ hình thành. Vì loại này sẽ đẻ vào ban đêm, nhất là cái con bướm. Khi mà bướm trưởng thành này đẻ đó, thì nó đẻ từ 800 tới 900 trứng. Thậm chí có những cái trường hợp đặc biệt mà ở nhiệt độ tốt thì sẽ đẻ từ 1.000 tới 2.000 trứng. Nhưng mà cũng xin nhắc lại rằng là loài này nó dễ thành dịch. Lý do là cái cây ký chủ của loài sâu này là rất rộng khắp. Mà vùng ở Việt Nam mình đó là vùng nhiệt đới, chủ yếu là trồng nông nghiệp, trồng nhiều loại cây trồng, và nó sẽ dễ dàng lan tràn. Dạ vâng, như anh chia sẻ là cái ký chủ của nó rất là nhiều đúng không ạ? Vâng. Miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, và người nông dân chúng ta thì trồng rất là nhiều những loại nông sản. Thì Trí nghĩ rằng là khi mà nghe đến cái dịch bệnh là sâu keo mùa thu thì ai cũng lo sợ đúng không ạ? Về cách phòng tránh thì như thế nào ạ? Thì để mà khống chế được dịch là một cái sự phải là tập trung nhiều vấn đề. Dạ. Cái khâu mà phòng bệnh vẫn là quan trọng hơn chữa bệnh. Dạ vâng. Ngay giai đoạn này thì đã bắt đầu thôi, vẫn có thể nằm trong cái vòng kiểm soát được. Thì hàng loạt cái biện pháp mình có thể thực hiện được. Dạ vâng. Vệ sinh ruộng đồng, đó là những cái công việc đầu tiên. Để mà không có cái nơi mà để cho những con sâu nó có thể ẩn nấp và nó phát triển được. Với người nông dân thì mình chỉ thấy là cái thói quen là khi thấy sâu phát triển trên các loại rau màu thì thường hay sử dụng những cái loại thuốc trừ sâu. Thì theo anh Hải thì những cái loại thuốc trừ sâu hiện tại có trên thị trường có tiêu diệt được loại sâu keo mùa thu hay không? Vâng, thì cái loại sâu này thì theo tôi biết được là phải tiêu diệt theo dạng là tiếp xúc, xông hơi và nội hấp. Thế thì loại sâu này nó gây hại bằng cách là nó chui vào nách non, nó chui vào những trái non. Dạ. Thì cái vấn đề về xông hơi và tiếp xúc nó cực kỳ khó khăn. Vâng. Nếu mà cái gốc thuốc mà có thể tiêu diệt được, nhưng mà cái động tác để mà cho con sâu tiếp xúc được thuốc này là quá khó khăn. Dạ. Dẫn đến là phải thực sự có cái biện pháp. Hơn thế nữa đó là biện pháp, theo tôi hữu hiệu nhất vẫn là biện pháp sinh học. Vâng. Và gây cái nội hấp cho cây để cái sâu nó không có thể được phát triển. Nhất là những cái loại hoạt chất bây giờ sinh học người ta có thể ức chế được cái sinh trưởng của nó. Có nghĩa là gì? Như là theo tôi biết là cái gốc tu sinh thì có thể là ức chế được cái khả năng sinh sản của nó. Còn cái ajaractin thì có thể là ức chế được thần kinh và khả năng bay đi của nó. Đây là cái điều quan trọng nhất. Dạ vâng. Tức là bay đi để phát tán theo con đường tự nhiên là không thể được. Dạ. Và ngược lại thì cái tu sinh nó sẽ nội hấp. Và cái ajaractin nó thể nội hấp vào cây. Và điều này nó thể hoàn toàn ngăn chặn. Ví dụ như theo tôi biết là con sâu này á, là để mà thuốc bám vào á, thì theo lời khuyên của tôi á, là nó phải có bám dính. Dạ. Tức là những cái loại hoạt chất nhũ dầu, loại là 0,1 hoặc 0,3 EC á, thì cái loại này có thể là ngăn chặn được nếu mà phun từ ở phía trên đỉnh nách xuống. Và tôi khuyến cáo rằng theo tôi là không nên dùng hóa học, vì hóa học là sẽ gây đến kháng thuốc. Dạ. Và kháng thuốc là dễ gây đến không kiểm soát được và bùng thành dịch. Trong đó sinh học là hoàn toàn có thể là vừa an toàn cho môi trường và vừa hoàn toàn là kháng được dịch. Lý do là ở sinh học này sau không thể nào kháng thuốc được. Một lần nữa tôi vẫn lời khuyên đó là phát hiện sớm và đi điều trị theo phương pháp sinh học. Dạ. Không biết là với loại sâu keo mùa thu này thì có một loại thiên địch nào không ạ? Nó có thể theo tôi biết là cái loại thiên địch hiện tại thì người ta chưa phát hiện được ra. Dạ. Chỉ có một loại thiên địch là tự gây hại nhau, đó là con sâu trưởng thành sẽ cắn con sâu non đi. Nhưng điều này là điều khó khăn, tại vì khi mà ở gần thì mới cắn, nhưng mà do
cái phổi ký chủ lớn quá là, và đặc biệt là sâu non này nó có thể nhả tơ và nó lan qua cái khác ra, thật ra giữa cái thiên địch lẫn nhau là không có ảnh hưởng gì hết. Dạ vâng. Thì cái dịch bùng phát tất yếu sẽ đến. À, như vậy vẫn là câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không ạ? Và Minh Trí và cũng như là anh Hải cũng rất là hy vọng rằng các bà con nông dân khi phát hiện ra sự xuất hiện của sâu keo trên vụ mùa nông sản của mình thì hãy cùng báo ngay đến cơ quan chức năng, hoặc là cùng nhau chung tay để chúng ta có thể là phòng bệnh và tránh để đẩy đến tình trạng là bùng phát thành dịch bệnh rất là nguy hiểm. Và một lần nữa sẽ được cảm ơn anh Hải rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn Minh Trí và cảm ơn quý khán giả đang nghe. Và ngay bây giờ Minh Trí xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo của chương trình. Mình chọn cho mẹ Esugol với HMB giúp mẹ luôn có đủ sức khỏe để san sẻ yêu thương cho những em bé nơi mái ấm. Esugol chăm sóc sức khỏe, giữ mãi yêu thương. Tặng hộp quà phiên bản đặc biệt hoặc áo khoác cao cấp khi mua Esugol 850g. Trẻ biếng ăn sẽ không đủ dinh dưỡng, bởi vậy tôi khuyên dùng Pediasure với 37 dưỡng chất thiết yếu giúp tăng chiều cao, cân nặng, sức đề kháng, giúp bé tăng trưởng rõ rệt chỉ sau 9 tuần. Pediasure chai pha sẵn tiện lợi, sẵn sàng cùng bé khắp mọi nơi. Trong vai những vị khách hàng đang nóng lòng mua một món đồ từ cửa hàng, liên tục hỏi chuyện để được tư vấn. Và kết quả thì tài sản của cửa hàng không cánh mà bay. Đó là một trong rất nhiều tình huống mà camera nóng liên tục nhận được trong thời gian qua đó mà. Dạ vâng ạ, và đó chính là chiêu thức mà các đối tượng trộm cắp sử dụng để đưa nhiều cửa hàng sập bẫy, và vấn nạn này chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Khi mới đây camera nóng vừa ghi nhận thêm một vụ việc khác xảy ra tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thuật của các đối tượng ra sao? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây để đề cao cảnh giác. Tại cửa hàng này, hai đối tượng mặc áo sơ mi đội nón mạo hiểm vào đây để hỏi mua vật liệu xây dựng. Nữ nhân viên đang hồ hởi tư vấn và cho xem các mặt hàng cửa tại đây. Nhưng quý vị nhìn xem, một tên thì vừa bắt chuyện, tên còn lại đã nhanh chóng tiếp cận vào khu vực bên trong, nơi góc khuất của camera. Loay hoay một hồi, nữ nhân viên vừa bước ra ngoài, một tên cảnh giới, tên còn lại đã trộm tiền đang để trong tủ kế bên và nhét vào sau quần, bình thản bước ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây vẫn thường có thói quen khi đến tiệm tạp hóa hay đi vào siêu thị cứ theo số đông để xe bên ngoài rồi vào trong mua đồ, sợ gì bị mất. Nhưng suy nghĩ đó chỉ dành cho ngày xưa thôi. Giờ đây các đối tượng xấu xuất hiện mọi nơi, biết đâu một ngày mình lọt vào tầm ngắm của chúng thì sao? Nói có sách mách có chứng, mới đây tại cốt mắt Bến Lức tỉnh Long An, vẫn thói quen đó chỉ trong vòng 1 phút 30 giây thôi, xe của một vị khách nữ đã biến mất trong khi các xe khác vẫn còn đó. Chuyện gì đã xảy ra? Sau đây sẽ là những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường. Sự việc xảy ra vào chiều qua ngày 2 tháng 6. Như bao người khác, người phụ nữ mặc áo khoác vàng chở thêm một người phía sau chạy đến siêu thị và tấp vào để xe ngay cửa chính mà không chạy vào trong để gửi xe. Và thế là đối tượng mặc áo trắng xuất hiện, dùng thủ thuật bẻ khóa và lên xe phóng đi mất. Quan sát kỹ đoạn clip, quý vị có thể thấy đồng bọn của đối tượng đã xuất hiện tại đây từ rất lâu, theo dõi tình hình và chờ công mồi ngon để ra tay. Tiếp tục chương trình là một tình huống hết sức khó tin vừa được một người dân gửi đến đường dây nóng của chương trình của chúng tôi. Đang đi trên đường thì nhìn thấy cảnh tượng này đây thưa quý vị. Một màn giật đồ đã xảy ra trên đường, nạn nhân là một người đi xe đạp. Tuy nhiên quý vị sẽ phát hoảng trước diễn tiến tiếp theo và nạn nhân đã bị đối tượng kéo lê trên đường như phim hành động như thế này đây. Quý vị có thể thấy các đối tượng ra tay có tổ chức, quan sát từ trước rồi mới thực hiện hành vi. Không chỉ đi một mình mà còn đến 2-3 người hết sức táo tợn. Trong những tình huống như thế này, Bích Hồng thiết nghĩ chúng ta không nên cố gắng níu giữ tài sản vì sẽ vô cùng nguy hiểm thưa quý vị. Tiếp theo đây cũng là một tình huống giao thông được một người dân ghi lại gửi đến chương trình, bày tỏ sự bức xúc trước sự xem thường những rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào của một tài xế xe tải. Quý vị nghĩ sao khi chạy gần một chiếc xe đang nghiêng? Nghe thôi đã giật mình rồi phải không ạ? Huống chi có mặt tại hiện trường. Và đây, quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip khó tin này vừa xảy ra trên đường. Đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe tải vẫn vô tư di chuyển trên đường phố, dù thùng hàng của xe bị lệch hẳn sang một bên. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc. Có người cho rằng dù xe di chuyển khá chậm nhưng điều đó cũng không ngăn được những mối nguy hiểm luôn rình rập trên suốt chặng đường đi. Lỡ mà có phương tiện hay ai đó đi gần, thùng xe đổ sập, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Cứ ngỡ
lần tái xuất của nữ ca sĩ Thu Minh trong MV Diva lần này sẽ tạo được một tiếng vang lớn từ giọng hát đến phần đầu tư hình ảnh. Thế nhưng có vẻ tất cả đang đi theo một chiều hướng hơi có phần là thị phi, chị Bích Hồng ạ. Giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ thì khỏi phải bàn rồi đó man. Nhưng về phần hình ảnh thì Thu Minh đang bị cộng đồng mạng săm soi việc đạo nhái hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trên thế giới. Sau nhiều phản ứng không mấy thiện cảm từ một số khán giả khi cho rằng Thu Minh tự xưng diva là một hành động hơi quá, thì nữ ca sĩ lại tiếp tục hứng thêm gạch đá khi bị dân mạng soi ra những chi tiết trong MV Diva là đạo nhái từ hình ảnh của các tên tuổi như ngôi sao ca nhạc Beyond, Blackpink của Hàn Quốc hay cô nàng đình đám Lady Gaga. Nữ ca sĩ giải thích lý do tự xưng là diva trong MV mới và khẳng định thị trường nhạc Việt sẽ khó có một Thu Minh thứ hai. Nhưng khán giả yêu nhạc lại tìm thấy hình ảnh của chị xây dựng trong MV cứ giống hình ảnh của các ca sĩ từ châu Á đến châu Mỹ. Dự án Lam Trường Night BM Lights mùa 2 mở màn với ca khúc Nụ Hồng Hờ Hững. Đây là ca khúc đánh dấu sự hợp tác rất thành công giữa hai gương mặt đang thời kỳ đỉnh cao những năm cuối thập niên 1990 là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và Lam Trường. Đặc biệt, những màn hòa giọng mang màu ở Cotis cùng hoạt động du lịch thưởng thức văn hóa tại chính nơi mà Lam Trường đi qua được anh gửi gắm trong Lam Trường Night BM Lights lần này. Một bậc ca trắng chỉ để anh ghi tên em, chẳng đến cô đơn người sau. Mình anh ngồi ôm nhớ mong. Tên tuổi của nữ diễn viên Nhật Kim Anh có thể nói là quá quen thuộc với khán giả miền sông nước rồi, phải không Bích Hồng? Bởi vì Nhật Kim Anh không chỉ xuất hiện với hàng loạt vai diễn trên màn ảnh mà cô còn khá nổi tiếng với vai trò ca sĩ nữa. Nhưng mới đây chuyện đời tư của Nhật Kim Anh lan truyền đã khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ. Từ đầu năm nay, Nhật Kim Anh không còn đăng ảnh chồng và con trai. Tin đồn Nhật Kim Anh ly hôn ông xã người Cần Thơ đã xôn xao từ lâu. Nhưng trước đây, nữ ca sĩ chỉ im lặng hoặc phủ nhận thông tin này. Đại diện truyền thông của Nhật Kim Anh xác nhận tin đồn cô ly hôn là đúng sự thật. Hiện Nhật Kim Anh đã ổn định cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô mới tậu biệt thự rộng 200m² ở huyện Bình Chánh. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn mở công ty mỹ phẩm và kinh doanh khá thành công. Kính thưa quý vị, Hòa Minzy được nhiều khán giả biết đến không chỉ với vai trò ca sĩ, mà cô còn là cái tên từng gây sóng dư luận khi trải qua chuyện tình đẫm nước mắt với chàng cầu thủ Công Phượng. Vì nhiều lý do, cả hai đã chia tay nhau và mỗi người đều chọn cho mình con đường riêng, vẫn xem nhau như những người bạn. Vượt qua sóng gió, giờ đây nữ ca sĩ Bắc Ninh đã tìm lại cho mình khoảng trời mới bên anh chàng người yêu là doanh nhân tại Long An và khẳng định chỗ đứng của mình trong showbiz Việt. Và một thông tin cực kỳ thú vị là vào tối qua, Hòa Minzy đã có một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn khiến trái tim của nhiều khán giả phải tan chảy. Quý vị hãy cùng theo dõi màn cầu hôn đặc biệt ấy ngay sau đây nhé. Hòa Minzy đã có buổi trình diễn tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn có sự góp mặt của nhiều khán giả, trong đó có cả bạn trai đại gia của nữ ca sĩ. Tại đây, Hòa Minzy dành tặng người yêu ca khúc Cầu Hôn để bày tỏ tình cảm. Lãng mạn và đầy bất ngờ hơn là cô nàng đã quỳ gối cầm tay người yêu và làm động tác cầu hôn khi hát tới câu hát "Anh lấy em không, có muốn về nhà với em không?". Minzy khiến bạn trai của cô khá bất ngờ. Khán giả có mặt trong khán phòng đều ô lên ngạc nhiên và vỗ tay không ngừng. Khi thể hiện ca khúc này, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm như là ôm hôn trán khiến khán giả bên dưới vô cùng ghen tị. Con là người miền Tây, ắt hẳn ai cũng quen với những hình ảnh nhà sàn hay chợ nổi của vùng sông nước. Tuy nhiên hiện nay, cùng với quá trình đô thị hóa thì những hình ảnh trên cũng dần trở thành ký ức của người Nam Bộ.
và họa sĩ Lê Xuân Giang, một người sinh ra và lớn lên ở miền Tây, đã tái hiện lại một mô hình nhà nổi vô cùng công phu, tinh tế để tham gia triển lãm Shizuoka Hobby Show 2019 tại Nhật Bản vào cuối tháng 5 vừa qua. Ngay khi bức ảnh về mô hình này được đăng tải trên mạng xã hội thì được rất nhiều lượt chia sẻ và khen ngợi từ phía cộng đồng mạng. Sau đây, chương trình xin mời quý bà con và các bạn sẽ cùng đến gặp anh chàng họa sĩ này và cùng chiêm ngưỡng cận cảnh mô hình nhà nổi độc đáo này nhé. Tôi là Lê Xuân Giang, hiện đang là giảng viên của Đại học Hoa Sen khoa thiết kế nghệ thuật. Ngoài sáng tác những tác phẩm về chủ đề miền Tây sông nước, thể loại mô hình chủ yếu của chàng họa sĩ trẻ tuổi này còn là những sao bàn về lịch sử, đặc biệt là các cuộc chiến trong nước và trên thế giới. Thì cái cơ duyên thì cũng bắt đầu cũng chỉ là tò mò về một cái thể loại mới. Thì từ cái tò mò đó thì mình bắt đầu mình tìm hiểu kỹ hơn, và trong quá trình đó thì mình rút ra những kinh nghiệm cũng như những cái bài học để mình có thể tự làm ra những cái cho riêng mình. Thì tất nhiên trong quá trình mình làm việc gì cũng mình cũng cần một cái sự đầu tư và nghiên cứu rất là kỹ càng. Thì cái khó khăn thứ nhất là về mặt ý tưởng. Từ ý tưởng thì mình mới tìm ra những cái nguyên liệu, vật liệu phù hợp. Qua đó thì mình mới hoàn thiện được cái tác phẩm theo cái ý của mình. Những lúc mình không có vừa ý thì mình phải bỏ đi hết để mình xây lại từ đầu. Cái nguồn tư liệu thì thường một phần nó nằm trong cái trí nhớ của mình. Để trong quá trình mình học thì mình đã đi thực tế, mình vẽ, mình nghiên cứu rất là nhiều. Thì từ đó thì mình cũng có thể để kết hợp với những cái hình ảnh xung quanh nữa thì nó sẽ tạo nên một cái nguồn tư liệu rất là quý. Những tác phẩm sao bàn của họa sĩ trẻ này đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Hiện tại anh đang hoàn thiện thêm về tác phẩm mô hình nhà nổi miền Tây của mình để tham gia một cuộc thi quốc tế ở Malaysia vào cuối tháng 6 này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nóng 24 giờ đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng trong khung giờ này vào ngày mai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.